sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn với chiếc Honda Vision này. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video clip nói về cái vấn đề là cái mặt đề của chiếc Honda Vision. Thì mình đang hiện tại mình đang làm về cái mặt đề của nó. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách test cái test lỗi làm sao để phát hiện được có hư cái gì, hỏng cái gì để mà bắt đầu mình kiểm tra nhé. Thì các bạn cũng đã thấy là hiện tại mình đang tháo rồi. Và đây là cái cục mà mình quan tâm đến. Các bạn thấy này, đây là cái cục relay đề. Thì các bạn thấy có hai dây rất là to, hai dây nguồn. Đó, hai dây rất là to và hai dây nhỏ này, hai dây khiển relay. Thì cái relay này nó hoạt động theo kiểu là đóng tiếp điểm nha các bạn, đóng tiếp điểm mặt dương nha. Đó. Thì khi mình bấm nút đề, mình bấm thắng mình bấm nút đề thì nó sẽ cấp mát cho cái relay này để cho nó đóng relay để cho truyền điện xuống cái cụ đề này các bạn. Đây để mình nói cho các bạn biết là làm sao để phát hiện cái cụ đề nó bị hư. Đây các bạn này, đây là cái cụ đề của cái Honda Vision này. Đó. Khi mà mình tháo ra thì mình đầu tiên mình tháo ra rồi. Mình tháo ra và mình phát hiện là chuỗi thang nó đã hết. Đây. Các bạn thấy là nó đã hết. Cái này thì có thể là mình thay chuỗi thang được để tiết kiệm chi phí nha các bạn, nhưng mà khi mình tháo ra thì mình thấy là người ta đã dán cái cục 500 này vì nó bể rồi. Không biết các bạn thấy rõ không? Đó. Đây, nó bể rồi. Và dùng cái keo dán sắt để dán lại rồi. Thì theo mình thấy là nó không có đảm bảo ok tốt cho cái lực từ nó quay. Và cái cổ góp này mình thấy nó cũng khá là mòn. Tương đối mòn. Cho nên là mình quyết định là thay mới luôn. Thì mình sẽ nói về cái nguyên lý của cái mặt đề này nha các bạn. Thì các bạn thấy là đây nè. Đây là cái dây dương từ cọc bình ra luôn. Các bạn thấy cái dây dương đỏ này, màu đỏ này. Nó sẽ qua đây. Và nó chờ dương ở đây. Còn cái dây này là chạy thẳng xuống cái. Đây là cái cọc dương bắt vô cái cục đề này các bạn. Đó, cái dây đỏ chọc trắng này nó sẽ chạy thẳng xuống cái motor đề. Đó, còn hai dây này nó sẽ có nhiệm vụ là cấp dương và cấp âm vô để khiển cái relay này đóng tiết điểm nha các bạn. Đó. Thì cái xe này hiện tại đang bị đây. Cái xe này hiện tại đang bị hết chuỗi thang và đồng thời là có vấn đề ở cụ gốc. Thì mình quyết định là thay. Thì các bạn thấy đây. Đó. Đây là cái cụ đề mới của Honda Vision luôn. Mình quyết định là thay cho khách luôn. Đó, đây các bạn nha. Cái này cũng vẫn phục hồi được nhưng mà nó sẽ không ok và nó có sẽ chắc chắn là nó sẽ yếu và gây ra tiếng kêu và nhanh bị hao mòn, cho nên là quyết định là thay luôn. Và cục này có giá là 520.000 nha các bạn. Đó, thì cũng không có mắc lắm. Cho nên là quyết định thay về để đảm bảo độ bền. Và tại vì cái đề này cũng bị chập mấy lần rồi cho nên là khách hàng yêu cầu mình thay. Và mình thấy là phải thay để cho nó đảm bảo cái độ ổn định nha các bạn. Thì bây giờ các bạn nhìn dưới này, cái cụ đề nó nằm ở cái vị trí này nha các bạn. Đây là cái nhông ở phía trong, là cái nhông đề đó, cái lỗ đó, chỗ cái lỗ mà đây này, cái lỗ đây này là cái lỗ mà để mình cắm cái nhông đề vô. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay cái quy trình thay nhông đề nha các bạn. Rồi bây giờ đây là cái cục cụ đề rồi, mà để mà thay cục cái nhông đề thì đầu tiên là các bạn phải gắn cái ốc này vô trước. Đây, cái ốc này. Đây là con ốc mà để siết cái vô cụ đề. Bây giờ các bạn sẽ gắn cái chân này vô trước này. Đó, nó như thế này. Đây nha các bạn. Đó, gắn vô cái cọc dương vô trước, cái cọc dương của cái cụ đề vô trước. Tại vì lúc nó đưa vô khó, rất là khó gắn. Nó có thêm cái trắng buồn nó che lại. Rồi đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái này vô. Đó, và xí lại. Đó, các bạn xí cứng rồi. Những ốc này nó dễ bị trơn lắm. Rồi. Ok, sau khi các bạn siết cứng thì các bạn sẽ chụp cái chụp cao su này vào. Đó, các bạn chụp gắn cái chụp cao su này vào. Cho nó che cái dây dương này lại nha các bạn, để cho mình không bị chạm trường nha. Cái dây này dây dương ắc quy, từ dưới ắc quy lên nha các bạn. Điện áp rất là mạnh đó.
đó, nó sẽ chụp cái chụp cao su lại như vậy. Ok đó, bây giờ tiến hành là mình sẽ đưa cái này vào, mình sẽ đưa cái cụ đề vào vị trí nha các bạn. Đầu tiên các bạn phải lôi hai cái dây mát ra ngoài đã. Rồi ok, sau đó các bạn đưa vào. Các bạn thấy này, đây có hai cái lỗ này, hai lỗ ốc này, một cái này, đây này, một cái đây, một cái bên này, hai cái lại đây, mình phải hướng vào hai cái lỗ trong ốc phía trong đó nha các bạn. Ở sau khi các bạn gắn vô rồi thì các bạn sẽ dùng ốc các bạn siết lại đó, một con. Có hai dây mát thì các bạn một con phía trong một con phía ngoài nha các bạn, một cái dây mát phía trong nha, rất là hẹp luôn, cực kỳ hẹp cho nên các bạn phải luôn một bên trong là đây. Bây giờ chúng ta sẽ lường dùng một cái clip 8 này, các bạn sẽ siết con ốc phía trong lại này, nó khá là hẹp và nhờ hầu như chúng ta không thấy luôn tại vì cái đèn. Đó, nằm tiếp phía trong đó các bạn. Ở đây có trên nhà đây đâu. Dạ sao chú? Có một cái xe gửi thằng công an tự nhiên sao nó chết máy. Xe gì chú nhỉ? Kêu nó đẩy xuống xem thử cái nha. Dạ dạ. Trên nhà đây thì mới... Rồi ok. Sau khi các bạn luôn vào thì các bạn xiết lại. Xíu lại nha. Rồi, các bạn xíu ở ngoài, xíu đều nha các bạn. Dạ đợi con tí con làm xong chiếc này rồi dắt vô luôn. Để đây rồi có đồ gì lấy ra rồi lấy xe chú đi. Chìa khóa đưa nó luôn. Anh coi cái xe cái xong thì bật chìa khóa lên không có điện xong rồi tí nữa. Bật lên nó có nhưng mà đề nó lại tắt luôn. Dạ rồi ok. Chắc chìa khóa. Để chìa khóa lên nhá. Nó này là thấy được rồi. Nhá coi cái xe này nhá. Dạ dạ được rồi chú. Dạ để nó tí con kiểm tra nha. Rồi, các bạn siết cứng lại. Nhớ là siết thật cứng nha các bạn, tại vì nó này nối với cái máy nha các bạn. À, ok. Bây giờ mình sẽ test thử nha các bạn. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn ráp cái